Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup nữ 2023, ngày 8 tháng 8, Colombia hạ Jamaica 1-0, còn Pháp thắng đậm Morocco 4-0 cùng vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên đội bóng Nam Mỹ lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải trong 3 kỳ World Cup nữ. Colombia sẽ đối đầu Anh và Pháp gặp Úc trong hai cặp tứ kết lần lượt diễn ra lúc 14 giờ và 17 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày 12 tháng 8. Đội thắng của hai cặp đấu sẽ gặp nhau tại vòng bán kết. Đội thắng ở nhánh đấu này sẽ là đội đầu tiên lọt vào trận chung kết. Mở màn vòng tứ kết là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và đương kim Á quân Hà Lan lúc 8 giờ ngày 11 tháng 8. Trận đấu còn lại trong ngày sẽ là màn đối đầu của Nhật Bản và Thụy Điển lúc 14 giờ 30 phút. Đội thắng của hai cặp tứ kết này sẽ đối mặt nhau ở bán kết. Trong ngày 9 và 10 đến 8, World Cup nữ 2023 sẽ tạm nghỉ.